Giới thiệu với các bạn, đây là chuồng gà tơ của chú Tư Gương. Màu này là màu đặc trưng của trại ha, khác sữa. Gà này là sử dụng toàn bộ thức ăn Thimbleweed từ nhỏ. Ồ, gà này đẹp quá nè. Chú Tư Gương thì không có đăng, không có chỉ bán hàng, bán gà cho anh em chơi chung quen thôi. Các bạn thông cảm, mình không có cho số điện thoại được ha. Này, coi chơi thôi. Nào nấy lưng hết biết, lông lá đẹp. Đây lại là khát sữa. Màu chủ đạo của trại là màu khác. Đây là tỷ lệ pha là chú Tư cho khoảng 10 đến 20% lúa, còn lại là thức ăn Thunderbird, Anaton. Dàn gà nó phát triển rất là đồng đều. Mát ha các bạn, chuồng chạy rất là mát.